ông Dimitrios Marantis đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội nhằm trao đổi về Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP và các vấn đề đầu tư thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cũng nhân chuyến thăm này thì vào sáng ngày hôm nay, ông Marantis đã có cuộc gặp gỡ với báo chí và chia sẻ những kết quả quan trọng trong các cuộc tiếp xúc với các quan chức của chính phủ Việt Nam. Đại sứ Dimitrios Marantis cho biết trong 3 ngày tại Việt Nam, ông đã có những cuộc tiếp xúc tích cực với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong nỗ lực tăng tốc các cuộc thương lượng khuôn khổ đàm phán đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Hai bên đã cùng nhất trí rằng việc đàm phán thành công Hiệp định TPP là cơ hội để các bên đối tác tăng cường thương mại xuất khẩu tạo công ăn việc làm. TPP sẽ khiến môi trường đầu tư của Việt Nam trở nên nổi bật, hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư lớn trên thế giới. Chúng tôi hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết với các tiêu chuẩn rất cao được đặt ra trong các cuộc đàm phán. Trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác VTA giữa Mỹ và Việt Nam hồi năm 2002-2005, chúng tôi cũng đã có những kinh nghiệm trong việc hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam. Những hỗ trợ đó đã giúp Việt Nam củng cố hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật giúp ích trực tiếp cho nền kinh tế Việt Nam. Những sự hỗ trợ về kỹ thuật từ phía nước Mỹ dành cho Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố trong lần đàm phán TPP lần này, giúp Việt Nam phát triển nhanh hơn, tạo ra sự khác biệt giữa các nước khác trong khu vực. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam để các bạn được hưởng lợi ở mức cao nhất mà TPP có thể mang lại. Theo ước tính, toàn bộ 12 nước thành viên TPP đóng góp gần 17.000 tỷ đô la tương đương với 40% GDP của toàn thế giới, khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều từ 2 tỷ đô la năm 2001 tăng lên 26 tỷ đô la vào năm 2012. Cơ quan thanh